một nhân vật cực kỳ quen thuộc với mọi người, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Long đâu? Làm lại, chắc anh còn đang e thẹn. Kim Tử Long. Có lẽ anh ấy đang bận chạy lại cái mái tóc của mình. Mặc dù có xin quý vị khán giả chờ đợi Nghĩa 3 phút thôi. Nghĩa sẽ đi tìm anh Long và mang anh ấy đến ngay sân khấu của chúng ta. Dạ, 3 phút. Em ở đây em chờ anh chút xíu đi. Dạ, alo, sao? Cái gì biên tập nói lớn lên coi. Hả? Anh Ngọc Sơn với Gió Hà Trâm ngủ trở luôn hả? Anh ơi, hai người giám khảo kia ngủ luôn rồi anh ơi. Ngủ chút đi để nói chuyện chút xíu. Khán giả còn đợi mình nữa. Đăng Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Điền Quân Group thực hiện. Thưa quý vị khán giả, qua những chương trình đã phát sóng thì Hát Mãi Ước Mơ vẫn luôn đón nhận được rất nhiều tình cảm từ phía quý vị khán giả. Và chúng tôi hy vọng rằng những câu chuyện mà chúng tôi mang đến đây nó sẽ lan tỏa được đến với nhiều người hơn, để chúng ta có thể san sẻ những yêu thương, giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta còn nhiều khó khăn. Và hai người giám khảo trong chương trình đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong suốt mùa 4 này với Hát Mãi Ước Mơ, đó chính là hai nghệ sĩ vô cùng quen thuộc với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hà Trâm. Em tính kêu vậy đó, em tính nói vậy đó. Bữa nay anh em mình là một đội nghe em. Quá hợp lý luôn à. Xin mời các vị giám khảo về vị trí của mình. Dạ thưa quý vị khán giả, với hai vị giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hà Trâm là những người đã từng theo dõi rất nhiều những câu chuyện Hát Mãi Ước Mơ, và đôi khi những câu chuyện sẽ làm cho không khí của chúng ta nó hơi mang cái màu sắc trầm buồn. Vì vậy ngày hôm nay hai vị giám khảo yên tâm, Đại Nghĩa sẽ mời đến đây một nhân vật mà có thể sẽ làm cân bằng lại phần nào đó cái cảm xúc của chúng ta. Một nhân vật cực kỳ quen thuộc với mọi người, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Làm lại, chắc anh còn đang e thẹn, còn đang mắc cỡ, nước bên trong chưa ra. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kim Tử Long. Có lẽ anh ấy đang bận chạy lại cái mái tóc của mình. Mặc dù cái mái tóc ấy cũng không có nhiều để mà chạy. Xin quý vị khán giả chờ đợi Nghĩa 3 phút thôi. Nghĩa sẽ đi tìm anh Long và mang anh ấy đến ngay sân khấu của chúng ta. Dạ, 3 phút. Nói chưa cũng mắc cỡ nha quý vị. Lên sân khấu, đèn đuốc sáng trưng, camera quay hình mình. Mình ra mình chào đón lung linh lộng lẫy. Tưởng sao giới thiệu khách mời không xuất hiện. Không biết có trong phòng nữa không nữa. Ôi trời đất ơi, anh Long ơi, anh Long ơi, làm em quê quá anh Long. Chủ gì? Anh ơi, người ta lên sóng từ nãy tới giờ rồi. Em nói quá rồi, nói ầm ầm rồi đó, anh không nghe sao anh? Tại vì mấy em nó dễ thương quá anh. Dạ. Anh đang hỏi về cái cuộc sống rồi, cái đam mê rồi này kia, tại sao lại đi nghe nè, dễ lắm anh. Muốn hỏi về chuyện đó và mời tới cái nhà hàng của anh đi. Anh đãi các bạn ấy bữa ăn free đi. Có nhiều cái để nói lắm. Được. Bữa nào tới nhà hàng quá đã của anh đi, không, anh phải nói lại là anh mời tụi em đến ăn miễn phí, phải nói rõ. Anh mời tụi em tới 62 đường Đồng Nai. Anh ơi, thiếu chưa miễn phí. Ăn miễn phí. Bốn người thôi nha, đừng dẫn thêm người thứ năm. Anh tới anh lo hết cho. Cái đam mê về ca hát đó là quá hay. Vì vậy cho nên là em ở đây em chờ anh chút xíu đi. Dạ alo, sao? Cái gì biên tập nói lớn lên coi. Hả? Anh Ngọc Sơn với Gió Hà Trâm ngủ trở luôn hả? Anh ơi, hai người giám khảo kia ngủ luôn rồi anh ơi. Ngủ chút đi để nói chuyện chút xíu. Khán giả còn chờ mình nữa. Nghe lời em thôi, có gì rủ về nhà hàng mà tâm tình sao nghe mấy em. Mạnh mẽ lên. Dạ, tự tin lên. Đi. Tạm biệt các em nha, một lát nữa mình gặp lại nhau. Ông này ông nhiều chuyện quá. Dạ thưa quý vị khán giả, Đại Nghĩa đã quay trở lại đây. Ủa, Trâm với anh Sơn vẫn chưa ngủ hả?
đâu, em ngủ mấy giấc rồi dậy selfie nè anh. Rồi anh tìm rồi anh Long chưa? Nãy biên tập gọi cho anh nói hai giám khảo ngoài này ngủ rồi, lo quá. Ông Long ông bận nhiều chuyện ở trong kia. Nhưng mà bây giờ anh đã kéo ông ra đây được rồi. Dạ thưa quý vị, và bây giờ là sự xuất hiện của giám khảo khách mời, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kim Tử Long. Khỏi giới thiệu anh. Yeah, yeah, yeah. Kim Tử Long. Thật sự là Long xin lỗi anh Ba Ngọc Sơn, xin lỗi Trâm rất là nhiều vì thấy mấy thí sinh thương quá. Dạ, ơi. Dạ, dạ. Bốn em sẽ ra đây ai cũng là chiến thắng hết, anh sẽ chấm điểm cao hết để cho em. Anh ơi, hả? Anh ơi, cái vai mà ông Bụt ấy, cái vai ông Bụt trong chương trình này chấm điểm ai cũng cao hết á, thuộc về anh Sơn. Vậy hả Sơn ơi? Sơn ơi, nếu như là em thương bốn thí sinh ở trong kia đang lo lắng dữ lắm, hồi hộp dữ lắm. Anh thấy ai anh cũng thương hết. Thành thử ra em thương tình anh, em cho các bạn điểm cao chút xíu. Rồi em cứ tới nhà hàng quả đã của anh đãi em nha. Ừ. Đây mới là điểm chính đúng không? Đúng rồi. Ừ, chút nữa anh nói chuyện với em ha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Nghĩa ơi. Trời, em giống như là một người vô hình vậy mọi người ơi. Ủa, Trâm cũng là điểm chính luôn hả? Dạ hai người đó chính anh là phụ. Dạ hai người đó chính anh là phụ. À, không. Mới là phụ. Em mới phụ. Trâm ơi, anh cũng mời em tới nhà hàng của anh luôn. Dạ. Miễn làm sao mà chương trình ngày hôm nay sẽ tìm ra được một cái giọng hát tuyệt vời. Nếu như được bốn giọng hát tuyệt vời nó càng hay. Vì Việt Nam của mình là một thật. Không hát thì thôi. Dạ. Mà hát là hay. Mà nhất là cái loại hình trữ tình bolero. Dạ. Phải qua ông Hoàng Nhạc Việt Ngọc Sơn. Wow. Trời, em là một tâm thần nhỏ bé anh ơi. Dạ, hai tấm thân không hề nhỏ bé đang ôm nhau nha quý vị. Em quay phim lại, tại em ngồi không có chuyện gì làm nên quay phim hai anh lại. Trời ơi. Em xúc động, anh nhớ em rồi. Bữa nay giám khảo của mình không có thảo mai nhiều hết trơn. Phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho em. Thưa quý vị, có lẽ bởi vì đây là câu chuyện của một người nghệ sĩ, cho nên là Đại Nghĩa cũng như là các anh chị em có mặt ở đây có rất là nhiều sự đồng cảm. Cho nên khi Ân vừa cất lên câu hát đầu tiên thôi là chúng tôi đã không kềm được cảm xúc của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang đến câu chuyện của một người nghệ sĩ sau khi đã từ giã sân khấu. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không có mời cô đến đây được, bởi vì sức khỏe của cô không tốt. Cho nên là chúng ta cũng sẽ có một cái sự kết nối bằng hình thức gọi điện cho cô. Xin mời chương trình. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con. Dạ, dạ. Dạ con là Đại Nghĩa đến từ chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Trước tiên con muốn hỏi thăm hôm nay sức khỏe của cô như thế nào rồi ạ? Cô bị mấy ngày trước cô rối loạn tiền đình đó, cô chóng mặt dữ lắm. Dạ. Hôm nay cô cũng còn chóng mặt quay quay rồi cô bị tim á. Dạ, con Kim Tử Long chào cô Xuân. Cô chào Kim Tử Long. Từ nãy giờ con xem mà con rớt nước mắt. Cô ơi, năm nay con cũng 56 tuổi rồi. Con nhìn cô rồi con lại không hiểu rằng một ngày nào đó con không còn đứng trên sân khấu nữa thì cảm giác đó như thế nào? Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Con cảm ơn chương trình. Nếu như không có chương trình Hát Mãi Ước Mơ này thì con không thể biết được cô Trang Thanh Xuân lại có một cái cuộc sống như vậy đâu. Con không biết một người nghệ sĩ tên tuổi lừng danh của thập niên 80 mà bây giờ phải như thế này. Thôi thì con xin gửi cô 5 triệu. Con thương lắm trời, con không biết nói sao luôn. Con bị nhức đầu luôn. Con gửi cô một món quà nhỏ nhỏ 10 triệu nha. Gửi nó đấy, được cho em cầm nha. Thương lắm cô ơi. Cảm ơn.
Con đây con gửi cho cô 5 triệu. Cảm ơn con. Em chưa kịp nói với cô vài lời. Tại vì em có một người anh, thì anh này á, ảnh cũng có một cái quỹ để dành cho những nghệ sĩ, những người làm nhạc công hay những người làm trong nghệ thuật mà đã lớn tuổi và không có còn làm nghề được và đang khó khăn, thì ảnh sẽ có trợ cấp mỗi tháng. Thì em sẽ xin chương trình cái địa chỉ hay là cái số điện thoại của cô để em sẽ kết nối với anh bạn của mình, để anh có thể có cái sự giúp đỡ cho hai chị em cô mỗi tháng, trợ cấp hàng tháng luôn. Còn bản thân em thì em cũng xin gửi cô 5 triệu để cô cùng với em của mình trang trải cuộc sống. Cảm ơn Trâm, cảm ơn các vị giám khảo. Bây giờ anh muốn hỏi Ân một chút nè. Ân có đến nhà của cô chưa, có đến căn phòng này của cô chưa em? Dạ em có đến. Ở đâu vậy em? Ở quận 8 anh. Anh sẽ đến trực tiếp để gặp cô. Và anh cũng sẽ gửi cho cô một số tiền là 5 triệu đồng để hỗ trợ cho cô trong cái cuộc sống hiện nay, để phần nào có thể giúp cô vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Và bây giờ thì em sẽ nghe một vài nhận xét về cái phần trình diễn của mình nhé. Mời Võ Hải Trâm. Sau câu chuyện của cô Xuân vừa xong và chị cất lên tiếng hát, và hát ngay đúng cái bài về cuộc đời của một người nghệ sĩ á, thì ở dưới đây ai cũng xúc động hết. Và bản thân chị cũng rất là xúc động, nghẹn ngào ở từng câu hát. Người có thương, thương tôi nghệ sĩ, thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp sương. Chị có một cái giọng hát rất là ngọt ngào, rất là hay. Và em nghĩ rằng trong cái vòng tiếp theo này, khi mà mình đã bình tâm lại rồi á, thì chị sẽ tỏa sáng với cái giọng hát ngọt ngào này và với một tà áo dài rất đẹp, và bản thân chị cũng rất là xinh đẹp nữa. Và em rất cảm ơn chị đã mang đến một bài hát rất là xúc động. Dạ em cảm ơn chị. Thì cái giọng của em á, nó thật ra là tôi nghe nó ngọt ngào làm sao đó. Nó vừa phải lắm. Có cái xúc cảm trong con người mà, trong trái tim mình chuyển tải ra những lời hát, nó vừa nhẹ nhàng, nó không phải gì nặng nề, không phải là thể hiện cái này phải đưa nút cao, phải gồng, phải là tính toán trong từng câu từng chữ. Em hát một cách rất là tự nhiên, mà cái bài hát này rất là xúc động. Chúc mừng em nha, chúc mừng Ân nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là em cũng nhận được cái thế mạnh của mình, đó chính là cái sự tự nhiên. Và cái điều đó nó xuất phát từ chính trái tim, cái tình cảm của mình dành cho nhân vật là cô Trang Thanh Xuân. Hãy tiếp tục giữ điều đó để đến với vòng 2 em nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Khoan cho em gửi quà đã. Dạ. Chị gửi cô giùm em ạ. Dạ, cảm ơn chị. Yeah.